Nô tất cả mọi người nhé, hôm nay từ trường 5 giờ cho pop đi một trước này. Đây chúng ta sẽ vào đây chúng ta thì nó sẽ đổi ra đây. Rồi chúng ta sẽ chạy ra đây. Nó đổi ra. Nó đổi ra, chúng ta sẽ chạy vào đây rồi. Rồi chúng ta sẽ chạy vào đây. Chúng ta chạy phải nhanh không nó đuổi. Đấy nó đây. Ô, xích thì nó tóm đâu. Chúng ta chạy nhanh. Đấy nó là bị nó tóm. Đấy chúng ta phải chạy nhanh. Chúng ta sẽ sang bên trái này. Bên tay phải. Nó sẽ đóng cửa này. Cửa này sẽ đuổi chúng ta đây. Nó mở cửa ra, chúng ta sẽ đó. Chúng ta sẽ xuống đây. Nó sẽ ra đây, chúng ta sẽ kéo cái này xuống đập cái đầu nó nha. Chúng ta sẽ tham gia chơi tiếp theo. Thank you.
Rồi chúng ta sẽ nhặt cái nào, chúng ta sẽ bỏ vào đây. Chúng ta mở từng nốt này lên. Rồi chúng ta mở những từng cái hình này lên nha. Sập đây.
ta sẽ sau trò chơi thứ ba. The men in white create a type of headlight that can prevent creatures from going crazy. And for some reason, that type of light also promotes our eggs to develop faster. I'll stay here and watch over the eggs. You can find the lamps in wood cabins. We need them before that stupid baby comes. Chúng ta phải tránh xa mấy cái con cu du này ra. Nó nhảy gần đến đâu. Là chúng ta sẽ lắp cái này vào đây. Để chúng ta phải đi chơi cái cửa kia trước đã, vượt qua nó thì. Rồi, lại vào cửa này rồi. Thank you.
giật. Đây, chúng ta còn một. Chúng ta còn phải chuyển cái này đó. Cái này là mà giật thì chúng cũng được các bạn. Rồi. Rồi chúng ta lên nắp bên trên này trước. Đồ đạc nó mà giờ trúng đầu chúng ta là chúng ta xong ui gật. Con lên còn một tí thôi. Chúng ta sang hơn 4. Chỉ có 4 cái đấy thôi. Đã, chúng ta sang là quan tướng này. This is the first entry to what I will refer to as the Toadster Archives, where all information gathered about criminals will be recorded. Criminal number one, the snail, was captured near the front gates of the kingdom while I was on patrol. The snail was captured while hiding in her shell. Xin chào các bạn.
là sẽ xong rồi. Chúng ta sẽ sang trò chơi thứ năm.
Được rồi, xong đây. Đây là khu nhà bếp. Đây cần nữa. Và chúng ta cho nó vào đây. Rồi chúng ta sang đây là chúng rồi chúng ta phải lấy cái sang đây khiến đó. Chúng ta sẽ đây rồi, chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Trò chơi cuối cùng. Không mua đâu. Chúng ta vào trò này chúng ta chơi một tí. Trong này con ốc sên này nó bắt đây. Ừ.
nắm một xin quá. Chúng tôi kết thúc video tại đây rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh của anh em chúng tôi nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo này.